Chào các bạn. Video hôm nay thì tôi sẽ chia sẻ với các bạn với một cái chủ đề nó rất là hot. Đấy. Đó là gì ạ? Làm thế nào để tăng miễn dịch cho con khi mà con ốm? Thì cái câu hỏi mà các bạn hỏi tôi ấy, khi gặp vấn đề là có sản phẩm nào đó để tăng miễn dịch không? Hoặc là làm như nào để con đỡ ốm? Dạo này con em ốm nhiều quá. Thì tôi vẫn trả lời các bạn gì ạ, nó không có một sản phẩm nào cả. Tại vì sao? Tại vì sản phẩm nó là, tại vì miễn dịch ấy, nó là một cái vấn đề tổng thể của cơ thể, chứ nó không thể trông chờ vào một sự bổ sung một sản phẩm nào đó tăng cường tức thời được. Chính vì khi con các bạn ốm như vậy thì các bạn stress, các bạn mệt mỏi và những đơn vị mà tư vấn cho các bạn về sản phẩm tăng miễn dịch ấy, thường là gì ạ, đánh đúng cái tâm lý các bạn. Và khi mà ho nhiều, sốt rồi thì ốm thì người ta có thể tăng lên ạ, bình thường là liều 2 gói một ngày, người ta tăng lên là 9 gói một ngày. Đấy, mình nghĩ là nó không phải như vậy. Và uống nhiều nỗi mà đứa trẻ nó nhìn thấy cái đó là nó đã buồn nôn rồi. Đấy, cho nên là cái này chúng ta cần phải hiểu rõ. Thì hôm nay thì tôi sẽ giúp các bạn hiểu rõ thế nào là miễn dịch và cái gì nó cấu thành miễn dịch, và từ đó chúng ta rút ra là gì ạ? Làm thế nào để tăng cường hệ miễn dịch. Thì các bạn biết rằng ạ, trẻ em trong giai đoạn từ 0 đến 3 tuổi là giai đoạn khoảng trống miễn dịch. Đây là giai đoạn mà gì ạ, trẻ dễ ốm nhất. Thế thì trẻ em đúng không, cần phải 3 năm để hoàn thiện hệ miễn dịch. Thế cho nên các bạn cứ trông chờ vào một sản phẩm, một phương pháp nào đó trong vòng 1 tuần, 2 tuần, 2 tháng thì nó không có chuyện đó. Đúng chưa? Thì hôm nay thì các bạn biết rằng gì ạ, tôi sẽ hướng dẫn các bạn 5 cái vấn đề để giúp các bạn tăng cường cái hệ miễn dịch của trẻ, để giúp trẻ ốm hơn. Thì trước tiên thì các bạn phải biết rằng gì ạ, hệ miễn dịch là, thì tôi tạm chia làm 2 phần, đó là hệ miễn dịch nội sinh, hay còn gọi là hệ miễn dịch tự nhiên, và thứ hai đó là hệ miễn dịch đặc hiệu. Đấy. Thì trong khuôn khổ cái video này thì tôi chỉ chia sẻ với các bạn về hệ miễn dịch tự nhiên, còn video sau tôi sẽ nói về hệ miễn dịch đặc hiệu. Thì để tăng cường hệ miễn dịch nội sinh ấy, thì chúng ta cần làm một số việc sau đây. Một là khi mà các bạn có ý định mang thai, hoặc là gì ạ, trong quá trình mang thai thì các bạn phải chú ý đến sức khỏe của bà mẹ. Đấy, tức là chúng ta phải hướng đến mục tiêu là gì ạ, có một thai kỳ khỏe mạnh. Thì một thai kỳ khỏe mạnh chúng ta cần phải có yếu tố gì? Một là dinh dưỡng phải tốt, đúng không ạ? Các bạn phải ăn đầy đủ dinh dưỡng, cân bằng hợp lý. Đấy, rồi thì bổ sung các cái vi chất quan trọng như là folic, vitamin, đấy, canxi, đấy, sắt, đúng không? Và thứ ba là một chế độ tập luyện, vận động nó phù hợp và tinh thần phải thoải mái. Đấy, đó là yếu tố cực kỳ quan trọng để các bạn có một thai kỳ khỏe mạnh. Khi mà thai kỳ khỏe mạnh ý, thì sao? Các bạn sẽ không bị sinh non, không bị động thai, không bị suy dinh dưỡng bào thai. Thì con các bạn sinh ra sẽ có một sức đề kháng tự nhiên rất là tốt, đúng không ạ? Đấy, thì các bạn lưu ý trong vấn đề thai kỳ. Vấn đề thứ hai đó là vấn đề sinh mổ hay sinh thường. Đây cũng là một vấn đề quan trọng liên quan đến hệ tiêu hóa. Vì khi các bạn mà sinh thường ấy thì cái xương chậu nó ép những cái dịch ối, những cái đờm dãi trong phổi bé nó ra. Như vậy là bé đã gì đây? Đã loại bỏ được các yếu tố gây bệnh liên quan đến đường hô hấp. Cái thứ hai là khi mà chui ra từ âm đạo người phụ nữ ấy, thì nhận được cái hệ vi sinh nó rất là đầy đủ. Và sau khi sinh chỉ 24 đến 48 giờ thì cái hệ vi sinh của bé, đặc biệt là hệ vi sinh đường ruột của bé đã hoàn thiện rồi. Và cái hệ vi sinh đó ấy, nó có vai trò cực kỳ quan trọng trong cái việc là gì? Phát triển và hoàn thiện cái hệ nympho ở dưới niêm mạc ruột non, từ đó tạo ra các kháng thể để giúp bé phòng chống lại các cái bệnh. Còn nếu như sinh thừa, sinh mổ ấy thì các bạn phải tiến hành trong cái phòng vô khuẩn, đúng không? Tất cả đều vô khuẩn và gì, bé sẽ không nhận được cái hệ vi sinh và phải mất từ 10 đến 15 ngày cái hệ vi sinh của bé mới hoàn thiện. Như vậy là gì ạ? Trẻ sinh mổ thường có sức đề kháng và hệ tiêu hóa kém hơn là trẻ sinh thường. Đấy. Và vấn đề thứ ba đó là vấn đề gì ạ? Cho con bú. Thì các bạn biết rằng ấy, trong giai đoạn từ 0 đến 3 tuổi, đó là giai đoạn khoảng trống miễn dịch, bé chỉ nhận được duy nhất cái miễn dịch là gì ạ? Từ sữa mẹ chuyển sang con.
phải không ạ? Thế thì các bạn cố gắng cho con bú mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu tiên. Còn nếu như các bạn mà có sữa hoặc là có điều kiện, các bạn có thể bú đến tận 12 tháng, 24 tháng là rất quan trọng, đúng không ạ? Đấy, cho nên là chúng ta cũng đừng sợ xấu, đừng sợ các cái vấn đề gì đó khác. Và khi mà các bạn cũng lưu ý là gì ạ? Đừng có dùng cái dụng cụ để hút hút ti. Tại vì cái phản xạ mút của con trẻ với đầu ti ấy, nó đã kích thích hệ thần kinh để tạo sữa nhiều hơn. Còn các bạn mà dùng các dụng cụ hút để cho con bú bằng bình ấy, thì nó cũng không hiệu quả đâu. Mặc dù nó không hiệu quả ở chỗ là gì ạ? Nó sẽ bị giảm lượng sữa ngay trong vài tháng đầu tiên. Đấy, nó không tốt. Vậy tốt nhất là gì ạ? Để bé tự nhiên, bú tự nhiên trong vòng 6, ít nhất là 6 tháng. Được chưa? Tại vì trong các cái thực phẩm hàng ngày, kể cả sữa non hay là các sản phẩm họ quảng cáo là bổ sung probiotic rồi vân vân vân, đúng không? Trong giai đoạn đầu tiên nó là không quan trọng bằng sữa mẹ vì nó có kháng thể thực sự, đúng không ạ? Còn là trong sữa non được quảng cáo là có nhiều kháng thể, và trong các sản phẩm khác có bổ sung kháng thể nó không phải. Tại vì kháng thể trong sữa con bò, con dê nó sẽ khác với kháng thể ở trong con người. Tại vì dịch tễ nó khác nhau và cái mô hình gì ạ? Cái quy định về gen nó khác nhau. Cho nên chỉ có kháng thể con người mới phù hợp con người thôi, được chưa? Còn sữa non hay sữa khác ấy, nó chỉ có giá trị cung cấp dinh dưỡng, được chưa? Và vấn đề tiếp theo đó là vấn đề dinh dưỡng của bà mẹ cho con bú. Thì để sữa tốt, sữa nhiều dinh dưỡng và có giá trị thì bà mẹ cho con bú phải có gì? Phải có một chế độ ăn tốt, đúng không? Mà bà mẹ thì cần phải ăn gì đây? Đầy đủ các dinh dưỡng như là trong quá trình mang thai. Đấy. Và cái chủ đề cuối cùng đó là gì ạ? Chủ đề ăn cho trẻ em đến thời kỳ ăn dặm. Thì ăn dặm là một chủ đề rất là phức tạp. Thì các bạn cũng phải lưu ý là gì ạ? Chúng ta phải có một chế độ ăn cân bằng và phương pháp ăn dặm phù hợp, như là ăn dặm bé chỉ huy, bé kiểu Nhật, rồi thì ạ, rồi ăn dặm truyền thống, đúng không ạ? Nhưng cái khẩu phần ăn là quan trọng nhất. Và vì cái cách nấu ăn, chế biến thực phẩm của người Việt mình ấy thường là ăn chín uống sôi, cho nên tất cả các dinh dưỡng, các vitamin thường mất, cho nên chúng ta cũng cần phải gì ấy, phải bổ sung cái vitamin, các vi chất khác cho trẻ để trẻ có một gốc dinh dưỡng hoàn thiện nhất, đúng không? Đó là những cách để tăng cường miễn dịch. Đấy, thì tôi chia sẻ với các bạn ngắn gọn như vậy. Thì các bạn nhớ subscribe kênh của Trung tâm Sản Nhi Khoa và theo dõi các video.